Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Tài xế giao hàng qua Amazon tiểu bậy ngay trước hiên nhà khách hàng. Sự việc xảy ra chẳng ở đâu xa mà ngay tại Riverside, miền Nam California hôm thứ Tư tuần này và đã được camera từ chung cửa thu hình được. Khổ chủ anh Derek Bowen đã đăng đoạn clip lên mạng vào hôm thứ Năm và kể lại câu chuyện của mình. Anh nói, hôm qua tôi nhận được một gói hàng trên Amazon, tài xế đến trước cửa nhà, scan gói hàng rồi quay lại và quyết định đi tiểu ngay trước cửa nhà. Lộ hàng 100%, ngay trong lúc cả gia đình tôi đang đều có mặt ở nhà. Theo đoạn clip được công bố, một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng qua Amazon, kéo phẹt mơ tuê quần xuống, liếc nhìn vào điện thoại của mình, rồi tỉnh bơ đi tè ngay trước hiên trước. Anh Bowen cho biết anh chỉ tình cờ phát hiện ra vụ này trong lúc đang hướng dẫn cô con gái cách vận hành camera chung cửa. Anh cho hay không chỉ tè trước cửa nhà, tài xế Amazon kia còn tè lên mấy cái chiếc xe đạp của con nít đặt trước cửa. Đài truyền hình KTLA đã đăng tải tin này và cho biết họ đã cố gắng liên lạc với Amazon để hỏi cho ra lẽ, nhưng đến khi bản tin được thu hình thì vẫn chưa nhận được phản hồi. Mình xem cái đoạn clip mình cũng thấy ngạc nhiên, tại vì theo cái đoạn clip tự nhiên khi mà những người nào mà thành tâm đoán thôi là bí quá rồi, chúng là khẩn cấp quá rồi, không có cách nào khác mới làm đại. Nhưng mà xem cái đoạn clip thì thấy anh Giang tài xế này cũng không có vẻ gì là mắc quá. Tại sao lại làm như vậy ta? Có nhiều người giống như ngẳng anh Tâm. Ngẳng là sao ngẳng? Giống như là chơi ngẳng đó, chơi khác người đó. Ngộ ha, à. Mà lại biết là khi mình đi giao hàng thì mình thấy nhà có chuông cửa là mình biết là có camera có rồi. Camera. Không hiểu được. Mà cũng hay một cái là cái khổ chủ chỉ tình cờ phát hiện ra khi mà, tại vì nhiều khi ở nhà mình mà có mình cũng không có quay lại mấy cái coi cái đó dạ. Thành ra chiều nay về phải coi lại cái chuông cửa nhà em. Tại vì trước cửa nhà thằng Năm nó có một cái chậu bông à. Mà ít không có làm biết không có tới mà sao ngày nó vẫn sống hoài không biết tại sao à. Cho nên là chiều nay em về coi lại chuông cửa nha, có nhiều chuyện động trời đó đó. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.